một trong những cái bệnh lý mà khá là hay gặp nhưng mọi người hay bỏ qua, người ta gọi là hạt cơm hoặc là mụn cóc ở lòng bàn chân hoặc lòng bàn tay. Đại đa số các bạn khi mà gặp phải trường hợp như này thì hay nghĩ nó là một cái mắt cá chân hoặc là một cái tổn thương gì đó dày sừng, và thường không điều trị đến khi mà nó rất là đau rồi bắt đầu đi điều trị, đúng không nhỉ? Và đây là một trong những cái vị trí mà khá là hay gặp, đó là ở lòng bàn chân. Đấy, của lòng bàn chân này. Đấy, thì một cái tổn thương như này thường là nó sẽ có màu trắng. Đấy, màu trắng và nó phát triển lan rộng xung quanh. Cái này nó do nguyên nhân là do HPV, nó là con virus và nó sẽ có tính chất lây. Nó có thể lây ra toàn bộ lòng bàn chân, vì có nhiều người đã có thể bị đến hàng trăm nốt lòng bàn chân rồi. Thứ hai nữa là gì, nó có thể lây cho người khác và lây sang phần chân đối diện. Nên là cái này là nên điều trị sớm, càng sớm càng tốt. Đấy, và trước khi mà để mà chúng ta dùng công nghệ laser xử lý hết toàn bộ tổn thương virus thì chúng tôi sẽ phải nạo cái tổn thương này đi. Nạo tổn thương này giúp chúng ta lấy bỏ đấy, cái phần dây sừng và giúp cho quá trình mà cái laser nó đi vào sâu trong da và xử lý được cái dây sừng này tốt hơn, và xử lý tối đa cái vấn đề là tiêu diệt cái lượng virus có được ở trong cái chân của chúng ta. Có đau? Đau bình thường đúng không? Chúng ta có thể quan sát tới là cái sừng này rất là dày, đúng không nhỉ? Đấy, bạn có thể quan sát cái sừng rất là dày, khi mà chúng ta quét đi chúng ta thấy rất là rõ cái độ dày của sừng, rất là dày, dày vô cùng luôn, đúng không nhỉ? Đấy, và chúng ta đã lấy được cái phần tổ chức sừng khỏi cái vị chân của bạn đấy rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng công nghệ laser để chúng ta xử lý. Đấy, khi mà dùng công nghệ laser thì chúng ta sẽ đốt cái tổn thương virus này, nhiệt độ nó lên đến khoảng 3000 độ. Vì thế là chúng ta sẽ tiêu diệt được hoàn toàn cái tổ chức virus này. Mình có đau không? Đấy, các bạn có thể thấy là cái laser nó đi rất là sâu. Và ánh sáng laser chiếu đến đâu thì chúng ta sẽ thấy là cái tổ chức đấy nó bị bốc bay lên đấy. Khi mà ta bốc bay hết toàn bộ tổ chức virus này rồi thì cái nguy cơ mà để nó bị tái phát là rất thấp. Cho em một cái gạc ướt đi em. Đa số tất cả những bạn nào mà có cái tổn thương virus kiểu dạng như này thì nên điều trị sớm, không nên để quá lâu, vì để lâu thì sẽ điều trị sẽ khó khăn hơn, do là số lượng nốt nó tăng lên. Đấy, chúng ta có thể thấy là phần than rất là nhiều. Về nhà thì giữ gìn nó là gì, mình đừng có cạy vảy nhá đồng chí nhá, nhất là chúng ta không cạy vảy. Đấy, thứ hai là gì, chúng ta về chúng ta phải nên là đi dép, không nên đi giày trong thời gian đầu tiên để nó hồi phục tốt nhất. Và thứ ba là phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhá, uống một bôi thuốc theo đơn. Đầu tiên cái này nó lõm xuống cái này thôi, nhưng mà sau đấy nó đầy lên hoàn toàn nhá. Đôi khi có thể là chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương này về nhà do mình đi nhiều quá ấy, nó có thể hơi cái gì cái máu ra, nhưng mà chúng ta có thể cầm máu bằng cách là chúng ta diệt lại là nó sẽ tự hồi phục nhé, chứ không cần lo lắng. Ok, mình còn có tổn thương ở đâu nữa không? Không. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc cái quá trình xử lý một cái tổn thương hạt cơm hay là mụn cóc do HPV ở lòng bàn chân. Và đây là bệnh lý rất là hay gặp. Nếu mà các bạn có tình trạng giống như này thì có thể là liên hệ với cả phòng khám qua fanpage hoặc là gọi đến số điện thoại 0243 933 6868 để có thể đặt lịch khám với các bác sĩ để chúng ta có thể chẩn đoán và xử lý tình trạng cho các bạn.